Ok, thì bây giờ trước khi vào phần chính thì mình sẽ tìm cái gì đó mình phá phá một tí. Tìm cái gì đó mình phá phá một tí. Hello, xin chào tất cả các anh em. Quá dữ của tôi đang xem video clip này. Ai không xem là không dữ thì anh em biết rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một video test skin Gia Van công nghệ mới ra này. Mình ở lần phá nước châu trước thì mình đã nhớ là châu có rất nhiều đá quý. Mình quyết định lấy nước của châu để đổi, để test skin Gia Van công nghệ cho anh em xem. Đây là một cái skin mới khá là đẹp. Ok, thì bây giờ trước khi vào phần chính thì mình sẽ tìm cái gì đó mình phá phá một tí. Tìm cái gì đó mình phá phá một tí. Thì hôm nay thì chúng ta có cửa hàng cá nhân. Đó, đây có những cái skin di sản, là có nghĩa là lâu lâu mới bán lại thôi, chứ còn đập ba cái, ghép ba cái skin lại với nhau thì không có ra. 4.298 RB hả? Mình sẽ mua hết. 16 rất rẻ rồi mà. Đấy, mua. Ờ, mua. Ờ, mua tiếp. Ôi dạ, à, mua tiếp. Rẻ mà, rẻ quá rẻ. Mua luôn. Ờ, quá đã. Rồi, bây giờ đến phần chính nha mọi người. Phần chính của chúng ta là Gia Van công nghệ. Đây. Đây rồi. Wow, nhìn đẹp vãi đây. Ôi, nhìn ngầu ghê. Mình đoán là R của Gia Van. Mình đoán là R của Gia Van sẽ rất là dữ. Quá đẹp. Ủa gì đây? 43 cái biểu cảm. 5 hộp boss. 37 cái rương, 118 cái rương, 114 cái chìa khóa, 10.000 tinh hoa cam hả? What the fuck? Ủa, lâu ngày không vô, ghê hả? Mình ghép thử ba chân cùi cùi lại coi ra gì không nè. Đó, 1. Tại vì tất cả đều đã sở hữu rồi. 2 nè. Chân cùi nữa ta. Chân cùi nè. 3 nè. Giết quán quân ghê à. Nhưng mà cũng có rồi. À, có nghĩa là nó sẽ không ra nữa. Tại vì nó sẽ không ra skin cho chúng ta nữa. Trang phục 891 cái. Thì chỉ nó không ra nữa, là không còn gì nữa. Chỉ có khi mà các bạn đạt ngưỡng skin gọi là trang phục á, gọi là mắc rồi á, thì nó sẽ không ra gì nữa cho các bạn. Xong là đây. Đây là Gia Van công nghệ mọi người. Đây là phần mô tả về Gia Van công nghệ. Phong trào phục hưng hashtag không chỉ hấp dẫn những ai giỏi khoa học, mà cả những ai tìm cách thoát khỏi cuộc sống nhàm chán thường ngày. Với hoàng tử Gia Van trẻ tuổi, đó là cơ hội để nâng cao võ thuật với thứ công nghệ không bao giờ được chấp nhận trong vương quốc của phụ hoàng. Ồ, nung nóng quá rồi, bây giờ mình vào game luôn. Vào nhanh gọn lẹ luôn nha mọi bạn. Đó, bích lóc, bích đèn lóc. Gia Van. Đấy. Đấy rồi, Gia Van công nghệ. Ui, ngầu vai. Chính bản nè. Ok, thì mình đi Gia Van thì mình sẽ đem sốc điện nha mọi người. Vào một cái tóc đánh. Ở bên này cho anh em nhét chiếm ân huệ. Ờ không. Giờ anh em kháng hiệu ứng đi. Rồi, kháng hiệu ứng và nhét cho bằng huệ. Đấy. Ok, tuyệt đẹp. Kịt quá đẹp. Ủa, nhìn cái mặt tôi rất thích. Mình rất thích cái kiểu mặt này nha mọi người. Đấy, mặt ngầu à. Mặt thứ nhất ngầu, tướng ngầu nè. Tay sấm sét nè. Mặt sấm sét. Quá đã. Mình nghĩ là cái lúc mà mình đoán là lúc mà cấm cờ sấm sét nó sẽ tỏa ra đó, lúc mà đóng cái lồng lại là bắt đầu xung quanh là sấm sét. Để
tất cả mọi thứ liên quan đến kim này đều có sấm sét cái đồ này. Ok, vào game nào mọi người ơi, để mình chỉnh lại một tí nha. Mình với Châu chơi không giống nhau. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là skin Javan công nghệ. Đây đây đây, ok, đầu tiên ta sẽ test thử biến về nha mọi người. À, test thử cái mặt của nó nè. Ủa gì kỳ vậy? Ủa sao không giống trong hình ta? Ê, nó cướp kìa. Nó cướp. Đây rồi, ui. Wow. À, vẫn giống kim kia. Thôi, mình coi kỹ năng đi. Rồi, ok, mình sẽ ăn cấm cà chua e nha. Đấy, mình thấy sấm sét một tí rồi. Ơ, chết rồi. Thôi, xong rồi. Ồ, xuống luôn à. Đấy, đúng không? Ôi ôi yeah, ôi quá đúng rồi, hay lắm. Chấm lá cờ đã, tôi chết rồi. Không qua nhưng mà vẫn có hỗ trợ. Ngon. Qua wow, cũng làm không làm gì. Còn hỗ trợ là ngon rồi. Mất kia né rồi, mất kia né rồi, chết đó rồi. Chạy đi, hay quá hồi. Ồ hay hay, xe bắn. Ok ok, đẩy lẹ về nè. Coi chừng khai dứt bên trái nha. Ê khai dứt kìa. Ê nó điên kìa. Rồi xong đó rồi, xong rồi đâu. Lời. Ủa chết rồi, Eri chưa đánh nó. Eri phải đánh nó mới được. Gắm là cờ ra. Đó. Kiếm. Ê, hoàn kỳ. Lâu là. Đừng sợ. Đấy. Đúng rồi, mình bơm máu vô. Giết người này trước. Đúng rồi. Trời ơi, không chết được. Rồi, bây giờ ngon rồi. Vời rồi. Ok, mình cũng được cái đầu 6 rồi, bây giờ mình sẽ lên top. Hy vọng là con đấy nó không cân 2 được. Ê. Đây rồi, ở đây. Đúng đó rồi. Chết rồi, không được rồi, không ổn rồi. Ổn rồi, ôi dồi, bậy rồi. Ôi dồi, bậy rồi. Ngon, trời ơi chết luôn, nó còn thiêu. Đó, hay lắm. Đúng rồi, sự kết hợp. Không kịp bật ra đâu mọi người à. Sao mà kịp bật chưa ra nữa. Nè, nó đang phá mắt nào, nó phê nè, đang phê pha nè. Mày phê pha hả? Mày phê pha hả? Phê pha với con mắt tím hả? Này, đúng rồi này. Đúng rồi, kêu luôn. Chơi này, nó chạy kìa. Ấn tung nè. Không rồi, nhưng mà sao vô đó. Đấy rồi, hay quá, bắt rốt. Trời ơi, nhảy hụt nó có lòng đèn. Ê, cái nào mình chết không vậy? Rồi luôn rồi, không hụt rồi. Mất con Baron luôn. Ủa mất con rồng luôn mọi người à. Trận đấu gì mà khó khăn quá. Rồi, các bạn ơi, đi rồi. Rồi, ok rồi. Đạp luôn, coi hồi sinh, đạp lên dưới đây. Giết này. Ờ, giáp hồi sinh tuyệt vời quá. Búp. Vô luôn các bạn ơi, vô luôn. Nè, hất cái nữa nè. Đó, cá sấu hả? Hừng, cá sấu này. Đấy, này luôn nè. Ở đây nè. Ở đây nè. Tóc miếng eo quy nè. Nhảy vô. Thôi, bỏ. Bên nhà.
Rồi, ok, win. Bạn thấy chưa? Mình đã nói là trận này sẽ win mà. Và cảm ơn tất cả các anh em quá dữ của tôi đã xem video Javan công nghệ này của mình. Nếu thấy hay anh em thì để lại một like, một subscribe kênh. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.